Em xin chào cả nhà, em chúc cả nhà ngày mới được nhiều sức khỏe. Mà cả nhà thì sáng hôm nay em sẽ lên em cắt ít cây thập dâm để mà cho bạn Khánh để mà làm cái chòi cả nhà. Thì bạn Khánh ở chợ nó thì cũng không có đất giống như em vậy đó, thì cũng không có trồng cái gì được, mỗi lần muốn xài gì phải mua. Thì ở dưới đây ba em thì dòng cái nền nhà thì cũng còn dư được một chút như nè, trồng ở sao được một hai bụi thập dâm để có xài gì xài. Thì em cũng có xin ba cho Khánh xin vài chục cây thầm dông vậy cả nhà. Rồi ba em cũng cho rồi, thì giờ em lên đem cắt dùm cho bạn Khánh. Rồi còn cái giác ra với cái công chở thì bạn Khánh trả tiền, tại vì em làm nặng không được đó cả nhà. Thì thôi giờ em mời cả nhà vô cắt thầm dông chung với em nha. Cái này là cái giá này là cái cán cũ, còn cái lưỡi thì lưỡi mới. Để mà mình đúc vô mình cắt tầm dông thì nó lẹ hơn mình lấy cái dao mình chặt, hoặc cái búa chặt thì nó không bằng cái sứa. Đây thì đất của ba em thì cái dòng nhà trước cả nhà, thì ăn sao thì còn dư được ít đất trồng cũng được hai bụi. Nó để mà mình có cần xài gì đó, để mình có mình cắt vô đặng mình xài. Thế này thứ nhất là mình làm gui được nè, nẹp lá đồ cũng được nè, nó làm lặt vặt thì được, chứ còn làm cột làm đồ kèo đồ thì không được cả nhà. Cả nhà thấy không, mình đốt cái sứa vô nè, mình cắt rất là nhỏ, chứ còn cái dao nữa mình đặt vô mình đây. Trời, giác này cũng chuyển mưa tới thui luôn, mới cắt được có 6 cây trời chuyển đen, chắc cắt thêm vài cây nữa vô á, tạnh mưa rồi hả ra cắt nữa cả nhà, cứ giờ trời mưa tới nữa. Mưa tới thì mình làm không được.
tới rồi. Để tạnh mưa rồi cắt nữa cả nhà. Giờ vô luôn. Giờ trời mưa em vô đục mưa. Thứ nhất là mưa nó ướt cái máy cả nhà. Thứ hai nữa tháng này trời mưa thì mình không có ở ngoài mưa được, tại vì trời xét đâu này kia nguy hiểm. Thôi mình vô trong nhà để đục mưa, khi nào tạnh á ra hả làm tiếp. Giờ em gấp xong rồi, giờ em để đây cũng được 20 mấy cây. Thì còn cái mé bên kia cả nhà, nó là nó gì nó non không rồi, chứ nó không được già. Rồi bởi vậy cho nên mình xài phải xài cái già hoặc là dày nó xài mới được, còn nó non không cả nhà. Với lại mình để vài cây để cho cái măng nó lên, gió nó đỡ được cái cây măng lại, nó không có bị gãy á. Thì cái phần này thì em cũng cắt xong rồi, thôi giờ cũng chưa rồi. Thì giờ để em về làm cơm nước ăn cái, rồi cái chiều mướn người ta giác cái này chuyển ra ngoài lộ cả nha.
sẵn đúng tầm dông á cả nhà. Rồi em thấy nước cạn, lúc trước mình cũng có đặt hai cái lú đây nè. Rồi thôi về mình dở luôn, để mà về coi có gì không để mà làm cơm ăn luôn cả nhà. Hôm nay cũng nước kém, 4-5 ngày nay em cũng không có lên đổ hay là giặt lú gì cả. Thì bữa nay thấy trời mưa nè, mà không biết có cá chạy hay tép gì không. Thì thôi giờ em xuống em đổ thử, có gì em quay cho cả nhà xem. Bữa nay chắc xịn gác đi dữ thật lắm. Đợi lâu lắm rồi, không có mấy bữa không có đổ. Cho nên tép cá nó cũng ít. Xịn không? Được đâu. Ôi vậy cũng được tôm nữa nè cả nhà, có tôm nhà nhà hên cũng được ra đâu, con hay con gạm, cá con trứng vậy, con hay con tôm gì mà. Chứ ở dưới quê nè cả nhà, mình mà xiên á, mua lờ mua lú hay là mua lờ đặt cám dừa đó, rồi tí đó, hả mình đặt như nè thì kiếm đồ ăn nó khỏi có mua. Còn rau đồ này kia mình tận dụng vườn ở trong nhà mình, nó đất trống mình để cỏ nó lên cũng vậy, thay vì mình mua hột giống vậy mình trồng cũng có ăn mà nó đỡ cỏ nữa. Nhà thấy không, con gạm nó leo lên trên, còn đây thì được ăn con tôm với con tôm nhỏ hai con với đâu mới ốc gì thôi, cá bóng trứng được mấy con thì đổ hai cái gom gom về mình thì chắc cũng nấu ăn chua ăn được. Đây thì một cái nữa cả nhà, nhưng mà ăn cái giấc này thì em để em đổ xong rồi em lên em quay cho cả nhà xem. Chứ giấc này có em có một mình, một tay đổ một tay cầm máy thì cũng được đó nha, có gì cả nhà thông cảm cho em. Dạ, con đổ cũng được có mười mấy con cá bóng trứng nhỏ, được con tâm hang tôm, con cua, bốn con gạm. Thì thôi giờ em về để làm cơm ăn cả nhà. Giấc này cũng chưa 11 giờ mấy, nhưng mà tranh thủ em làm để mà em chiều quá mới có clip đăng cả nhà, chứ trễ quá thì em không có clip đăng. Thì hồi sáng giờ cả nhà em cũng đi đốn tầm dông á cho Khánh á, thì cũng xong rồi. Rồi sẵn đó em cũng có đổ được hai cái lú á, được ít cá nè, thì em cũng mần chạch sẽ. Thì nhà hôm qua mua đậu hũ để mà ăn lạc á cả nhà, thì cũng còn được mấy miếng nè, với lại ít hẹ thì hồi em sẽ nấu canh. Còn cá này em mần rồi thì hồi em cũng có bầm sả ớt sẵn nè, chút xíu em kho khô sả. Thì em cũng có một mình đó cả nhà, cho nên em làm cái gì cũng làm sẵn trước hết, đặng mình làm cho nó lẹ. Thì thôi giờ mời cả nhà vô bếp cùng với em nha. Giờ em sẽ cho cá vô trong cái ơ này để mà em ốp em kho cả nhà. Thì em cho vô xong rồi giờ em cho đường, hạt nêm với chút bột ngọt em cho vô luôn. Hôm nay em cho khô sả xong rồi em cho thêm miếng nước mắm, cho thêm chút xíu nước màu, cho vô xong rồi em sơ lên cho nó thấm cá, rồi cho nó tan gia vị cho nó thấm ra.
thì em ớt cũng xong rồi, em để đây cái em dập đầu này rồi em đi bắt cái nồi canh. Hôm nay tự nhiên cái đèn phô lù đù quá nha, hôm qua em cũng mua được ít mà. Nhưng mà tại vì hôm qua ăn lạc đó, rồi cho nên chưa có ăn, để đến mai chiều về cái chiên hoặc là nướng đó. Em mà em khoái nướng, nướng cái mình chắc nước cơm ăn ngon lắm đó nha. Giờ em bắt nước lên bếp ga đây, em nấu nước luôn nữa nè. Đây giác này á, chèm mới tạnh đó. Bà con người ta chơi nhạc nhiều quá, nhiều khi nó cũng hay ồn, có gì mong cả nhà thông cảm cho em. Giờ trong thời gian chờ đợi em đi lấy cái xoong để nấu cơm. Để miếng ra đi. Sớm dập cho cơm cũng xong, dập bắt cho cơm nấu. Mà nước á thì cũng soi giờ em dỡ nắp ra. Ừ á, em cũng dỡ nắp xong rồi, giờ em nêm nếm, em cho ít muối, bột ngọt với lại hạt nêm, em cho vô hết luôn. Cho vô xong giờ em cho cái đậu hũ nè, em cũng có cắt sẵn rồi, giờ em cho vô luôn. Cho đậu hũ vô trước chút xíu mình tắt bếp á, hả, cho hẹ vô sau đó nha, tại vì hẹ lẹ tính. Nhắc này á, người ta ca hát nghe lồng lộng luôn đó nha. Tại vì ở đây em mà cắt cái mấy nhà thì bởi cho nên ta chơi là mình ở đây nghe lồng lộng luôn, để có gì cả nhà thông cảm cho em. Thì sớm giờ em nêm nếm cho đậu hũ vô cũng được, bây giờ em tắt bếp để mà em cho cái hẹ vô cái là xong đó nha. Hẹ này thì nó lẻ chín, mình cho vô mình sơ qua sơ lại là chín. Bây giờ em sẽ nhắc xuống để đây sẵn bếp, bếp ga cái em kho cá luôn. Mà sớm giờ á, cơm canh á, em cũng làm xong hết cả nhà. Giờ em mời cả nhà dùng cơm với em nha. Em mời cả nhà dùng cơm. Thì giấc này á, cũng chưa rồi cả nhà. Về thì phải làm cơm nước ăn cái nữa. Người xong cái là chút xíu phải chạy lên trển để mà tranh thủ để mà giác ra. Mướn người ta chuyển ra cả nhà. Rồi động mà cho Khánh trở về trển để mà làm chòi làm gì đó. Cái đậu hũ nè với cái hẹ ngậm qua em cũng có mua cho mẹ về để ăn lạc đó cả nhà. Rồi cái còn dư được 4 miếng em lấy em sắp ra em nấu canh ăn luôn.
con cá này thì coi cô xã không. Dạ, có canh thì ăn cơm nó dễ ăn mà. Cái này mà ai mà làm nặng làm đồ á cả nhà, với lại lâu lâu á mình mua hẹ về mình nấu canh ăn thì nó sổ, nó tốt cho mình, cho cơ thể người mình. Cá mình coi tôi xả, có xả nó thơm nhưng mà xả trời lắm, nước nó cạn cái mình cho vô sau, xả còn tươi rồi nó thơm. Mấy năm trước đó, em đặt lú là một ngày như vậy là em dở em bán cũng được trăm mấy, 200 ngàn thôi. Mà tới sau này cái đã dọn kinh đó, ta giác đường kinh rồi mà nay nó đặt, nói chung là cũng như đất người ta đặt đó. Rồi mình đâu có đất cái đó, mình chỉ đặt luộc mấy cái chỗ nào mà vắng vắng đó thì không có ai đặt đó thì mình đặt. Nhưng mà sau này á, xuồng đồ ghe đổ vô cả nhà. Hôm trước em cũng có mua, em đặt ngay chân chỗ sáng em dở là một cái ngay đó, nhưng mà bị ghe nó cuốn banh, rồi sau này em mới mua lại, em đặt lại chỗ đó một cái nữa. Gà anh Thắng này gạch không ngon không, thấy vậy chắc thật đó chứ. Hồi đó mà khở này mà trầm mưa dòng tháng 7 tháng 8 là trầm mưa, cái nước lớn của nước trồng là bơi xuồng ra ngoài ngồi cái gỗ xúc để mà vớt gạm. Làm như bây giờ người ta làm lúa cái người ta xịt thuốc nhiều quá hay sao, từ từ mất tiêu chứ. Hai chén canh giờ ăn một chén kho nước cá kho khô xả.
bắt đầu vô ở tháng này là có bấm dừa có anh đó nha. Mình tính chắc mơ chiều vậy mình chạy đi mua một chục cái lờ về để mình đặt cám dừa. Thấy vậy cám dừa coi khô xả hay coi khô tiêu đồ ăn cũng được. Nấu canh xong cái em cho miếng hành sấy vô tổng hành phi á, cho miếng hành phi nhưng em không có cho cái lá hành sắc, em không có cho vô, cho cái hành phi với lại cái tiêu vô thì mà nó thơm. Thì thôi một lần nữa em cũng xin cảm ơn quý bà cô chú anh chị và các bạn đã dành thời gian nghe xem clip để ủng hộ cho em. Giờ em ăn cơm cũng xong cả nhà. Giờ em xin chào và hẹn gặp lại những video tiếp theo nha. Bye bye.